Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 5, kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động. Những người làm chương trình xin gửi lời chúc mừng và tri ân đến toàn thể người lao động trong toàn tỉnh đang ngày đêm cần cù, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra công điện về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi xuất hiện hai bệnh nhân ở huyện Phù Cử. Ổn định đời sống cho nhân dân vùng phong tỏa thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử để thực hiện triệt để ngăn chặn dịch COVID-19. Chăm lo đời sống cho người lao động, tài sản quý giá của doanh nghiệp trước tác động của dịch COVID-19. Phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa quý vị và các bạn! Chiều ngày 30 tháng 4, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đoàn công tác kiểm tra tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử và khu cách ly tập trung số 1, Trung đoàn Bộ binh 126. Thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên tiếp tục truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh Hà Nam và xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh công tác truy vết, khoanh vùng, khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm và tiến hành xét nghiệm, đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong thời gian diễn ra bầu cử và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định nhiệm vụ phòng chống dịch được tỉnh Hưng Yên đặt lên hàng đầu, nâng cao hơn một bước cấp độ phòng dịch so với thực tế để bảo đảm khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất, sớm đưa đời sống nhân dân trở lại bình thường. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hưng Yên 1 triệu chiếc khẩu trang và 2.000 bộ quần áo bảo hộ. Trước tình hình có hai bệnh nhân COVID-19 ở thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công điện số 860 về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhằm mục tiêu dập dịch nhanh gọn, hiệu quả, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các địa phương, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, phải coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Rà soát hoàn thiện, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở, khẩn trương bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng đáp ứng với tình huống dịch bệnh. Từ 20 giờ ngày 30 tháng 4, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết, các trận thi đấu thể thao không tổ chức đón khán giả vào sân. Hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng gọn và xét nghiệm nhanh tất cả các trường hợp nguy cơ. Siết chặt quy trình cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, không để lây chéo trong khu vực cách ly. Thực hiện giám sát chặt chẽ đủ 14 ngày các đối tượng sau cách ly tập trung, nhất là đối tượng nhập cảnh. Người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Khuyến cáo người dân hạn chế đi tham quan du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ. Đối với người trở về từ tỉnh ngoài, nghiêm túc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hoàn thành sớm việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng, trong đó có lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch, xử phạt nghiêm các vi phạm.
Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử tổ chức chặt chẽ việc phong tỏa thôn Hoàng Xá, giãn cách xã hội hai thôn Hoàng Các và Nại Khê thuộc xã Tiên Tiến theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo y tế, hậu cần, an ninh trật tự trong khu vực phong tỏa, giãn cách, thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Hoàng Xá, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại khu vực nguy cơ khác tại xã Tiên Tiến, tiếp tục mở rộng truy vết triệt để trên địa bàn toàn huyện, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ xã Tiên Tiến và khu vực liên quan. Các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp trong tình huống thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Các cơ quan đơn vị địa phương chủ động triển khai hiệu quả mọi mặt công tác phòng chống dịch, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo diễn biến tình hình dịch bệnh với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Hết công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, ngay trong đêm 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với đơn vị phòng hóa quân khu 3 tổ chức phun khử khuẩn cho toàn bộ xã Tiên Tiến và đang huy động lực lượng tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng chống dịch. Trong đêm qua 30 tháng 4, ba thôn Hoàng Xá, Hoàng Cát và Đại Khê của xã Tiên Tiến được tiểu đoàn phòng hóa của quân khu 3 phun khử khuẩn với số lượng gần 200 kg hóa chất. Sáng nay, toàn bộ xã Tiên Tiến tiếp tục được phun khử khuẩn lần 2 để đảm bảo phòng chống dịch. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ về tinh thần chống dịch như chống giặc, duy trì 100% quân số trực, cử lực lượng tham gia cùng huyện Phù Cử triển khai các biện pháp quyết liệt để chống dịch. Ngay trong đêm 29 tháng 4, lực lượng vũ trang huyện Phù Cử huy động lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia tổ chức cách ly cho trên 30 trường hợp F1 tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Tham gia lập và thực hiện kiểm soát tại 14 chốt trên địa bàn xã Tiên Tiến. Đồng thời, tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ nhân dân tại khu vực phong tỏa. Tất cả các cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch đều có tinh thần khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao nhất đảm bảo nhanh chóng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan. Sau khi thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, kể từ 21 giờ ngày 29 tháng 4, đến thời điểm này, cuộc sống của người dân thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử vẫn diễn ra bình thường trong tình hình mới. Để nhân dân yên tâm cách ly 14 ngày, bên cạnh sự chủ động của bà con và chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện Phù Cử đang tích cực tiếp ứng nhu yếu phẩm cho toàn bộ nhân dân vùng phong tỏa. Lần đầu tiên dịch tại đại dịch này, bà con cũng tự nguyện và các bảo nhau chấp hành nghiêm các quy định cũng như là khuyến cáo của ngành y tế, cùng nhau cố gắng cùng nhau vượt qua cái đại dịch. Còn bà con rất tự giác và bảo ban nhau chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch. Kết quả truy vết đến nay đã phát hiện 34 trường hợp F1, 200 trường hợp F2, tất cả đã được cách ly đúng quy định. Hiện trên 1.200 người dân thôn Hoàng Xá đã được lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh việc ổn định cuộc sống cho nhân dân, chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng kiểm soát người ra vào vùng dịch, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các tổ COVID cộng đồng đang tiếp tục triển khai truy vết thần tốc, tích cực tuyên truyền vận động người dân khai báo y tế đầy đủ, thực hiện nghiêm quy định cách ly, không hoang mang cũng như không lơ là chủ quan trước tình hình dịch bệnh. Thực hiện công điện số 860 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã dừng hoạt động nhiều khu di tích và một số hoạt động đông người. Thành phố Hưng Yên yêu cầu Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Ủy ban nhân dân phường, xã và các ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến tham quan chiêm bái tại các di tích trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 5. Qua ghi nhận thực tế, ngay trong ngày hôm nay, các khu di tích như đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông, đền Lạc Long Quân đều thực hiện đóng cửa, dán biển không đón khách để phòng chống dịch COVID-19. Di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An ở huyện Tiên Lữ cũng đã thực hiện đóng cửa. Tại huyện Văn Lâm, ngày hội công nhân có quy mô khoảng 2.000 người và lễ đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia đình Sầm Cúc ở xã Việt Hưng dự kiến tổ chức trong những ngày tới đã được hủy hoãn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và với sự vận động của chính quyền, các đoàn thể địa phương, một gia đình ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã hoãn tổ chức đám cưới để chung tay phòng chống dịch.
Sáng 1 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã tiến hành gặp gỡ và tuyên truyền gia đình ông bà Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Thị Hương, trú tại thôn 2, xã Quảng Châu về việc tạm hoãn đám cưới cho con trai lấy vợ tại tỉnh Hải Dương. Dự định đám cưới sẽ được tổ chức vào chiều hôm nay. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền động viên, gia đình đã vui vẻ cam kết tạm hoãn đám cưới, chờ tình hình dịch bệnh ổn định sẽ tổ chức sau. Được sự tuyên truyền của các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân đã tuyên truyền và động viên gia đình, cộng theo ý thức của chúng tôi về việc phải phòng chống cái dịch Covid lây lan cho cộng đồng, thì tôi cũng thực hiện nghiêm. Và kế hoạch là như hôm nay ấy, là chúng tôi chiều nay tiếp khoảng 150 mâm khách, nhưng chúng tôi giảm xuống chỉ trong nội bộ quy mô gia đình. Việc gia đình ông Hà tạm hoãn đám cưới không chỉ phản ánh sự chủ động quyết liệt của cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng từ thành phố Hưng Yên đến cơ sở, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phòng chống dịch COVID-19 của chính bản thân gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động chính là chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những việc làm cụ thể để chăm lo cho đội ngũ công nhân, lực lượng trực tiếp tạo ra các giá trị vật chất, sự thịnh vượng cho doanh nghiệp và xã hội. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng đơn hàng năm 2020 của công ty Nhật Hoa ở cụm công nghiệp Tân Quang bị giảm 20%. Tuy nhiên, công ty không cắt giảm lao động mà chỉ giảm giờ làm, đồng thời vẫn đảm bảo lương cùng nhiều chế độ phúc lợi cho công nhân theo đúng thỏa ước lao động tập thể. Em làm việc ở đây đã được 16 năm rồi ạ. Cái sự đãi ngộ của công ty thì theo từng thời gian thì công ty cũng có thay đổi rất là nhiều và cũng có cải thiện rất nhiều đối với đời sống của chị em công nhân. Về phía công ty thì luôn tạo điều kiện tốt nhất để làm sao mà cho các cán bộ nhân viên đảm bảo được cái thu nhập hàng tháng trung bình rơi vào khoảng từ 5 đến 12 triệu cho một người. Đấy, và tất cả các cái phúc lợi. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Suntech ở huyện Văn Lâm, ngoài đảm bảo các chế độ phúc lợi cho công nhân ở mức cao nhất trong nhóm các doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, công ty còn có chương trình Suntech cùng em đến trường. Mỗi năm công ty chi trả 100% học phí bậc phổ thông cho hàng chục con em lao động trong công ty. Gia đình tôi ấy, thì đứa lớn năm nay học lớp 7. Thì một năm vừa rồi tôi lĩnh một trường hợp của cháu lớn ấy là hơn 4 triệu tiền học phí. Trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà máy ống thép Hòa Phát ở huyện Văn Lâm có 52 công nhân phải cách ly tại nhà. Không những không cắt giảm lương, doanh nghiệp còn hỗ trợ công nhân 50.000 đồng tiền ăn trong mỗi ngày cách ly. Tổng số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng. Việc chăm lo cho người lao động có cái sự hợp tác giữa công đoàn và công ty, làm sao mang lại cái quyền lợi chính đáng cho người lao động. Và mọi người, anh em công nhân lao động ở ống thép Hòa Phát đều yên tâm công tác và tạo ra những cái sản phẩm phù hợp, ngày càng lên cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 2 thì duy trì mô hình thùng sữa yêu thương, góp khẩu phần sữa hàng ngày để mua gạo hỗ trợ hàng trăm lượt công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Không thể kể hết những hoạt động hỗ trợ chăm lo cho người lao động tại hàng ngàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhưng những ví dụ điều trên cho thấy tình người ấm áp luôn được thể hiện, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2 khu công nghiệp Yên Mỹ đang được nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến nay, nhà đầu tư là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Vigracera Yên Mỹ Hưng Yên đã triển khai san lấp thêm được 15 hectare giai đoạn 2 khu công nghiệp Yên Mỹ ở xã Trung Hòa. Hiện các hộ dân xã Trung Hòa đều đồng ý với mức hỗ trợ bồi thường của tỉnh và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có diện tích 208 hectare trên địa bàn hai xã Tân Lập và Trung Hòa và được chia làm 3 giai đoạn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, ngành chức năng và nhà đầu tư, qua triển khai 2 giai đoạn thu hồi đất để làm khu công nghiệp, cơ bản tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.
Giai đoạn 1 của khu công nghiệp Yên Mỹ đã thu hút được một số nhà đầu tư vào sản xuất. Ngoài khu công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ cũng đang đồn đốc các doanh nghiệp thuê đất từ trước đó khẩn trương san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng để sớm đi vào sản xuất, tránh lãng phí đất. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghiệp vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thông tin các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Trong đó, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Ngoài việc tiếp sóng chương trình phát thanh khác theo quy định và nâng cao số lượng chất lượng các tin bài chuyên mục để truyền tải những thông tin liên quan đến công tác bầu cử, giúp người dân nhận thức đúng về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đài truyền thanh huyện Yên Mỹ đã vận dụng nhiều cách tuyên truyền sáng tạo. Điển hình là thành lập nhóm Zalo đài huyện, đài xã, thị trấn, đồng thời tự sản xuất và sử dụng các video có nội dung liên quan đến bầu cử đăng tải trên trang thông tin điện tử của đài. Nhiều clip thu hút hàng nghìn lượt xem. Tới đây thì đài cũng tiếp tục tuyên truyền về các cái buổi mà tiếp xúc cử tri, trình bày các cái chương trình kế hoạch hành động của các đại biểu tại các cái địa điểm mà nơi mình ứng cử. Huyện Yên Mỹ vừa đầu tư trên 300 triệu đồng để nâng cấp, bổ sung các cụm loa tại các vùng lõm sóng trong các khu dân cư của 5 xã gồm Tân Việt, Trung Hưng, Việt Cường, Thanh Long và Đồng Than. Ngoài ra, đài truyền thanh các xã như Minh Châu, Nghĩa Hiệp, thị trấn Yên Mỹ đều được địa phương hỗ trợ kinh phí để tu sửa, lắp đặt thêm hệ thống truyền thanh cơ sở. Nhờ đó, việc tuyên truyền thông tin về bầu cử luôn được đảm bảo. Hiện nay là vào là cái giai đoạn tuyên truyền thứ hai của bầu cử, thì là đài xã Tân Việt là tập trung tuyên truyền những danh sách những đại biểu ứng cử và quyền và nghĩa vụ của người bầu cử. Tại huyện Ân Thi, công tác tuyên truyền về bầu cử được đài truyền thanh huyện thực hiện theo 3 đợt xuyên suốt, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến sau ngày 23 tháng 5 năm 2021. Bên cạnh việc tự sản xuất từ 8 đến 10 tin bài với thời lượng từ 12 đến 15 phút một ngày, thì từ tháng 3, đài truyền thanh huyện Ân Thi mở mới chuyên mục bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung hỏi đáp và các thông tin liên quan đến bầu cử. Để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về bầu cử, huyện Ân Thi đã đầu tư hơn 400 triệu đồng, tu sửa, nâng cấp đài huyện và hệ thống loa truyền thanh cho 4 xã. Thì chúng tôi đã mở một lớp tập huấn cho đài truyền thanh cơ sở 21 xã thị trấn về công tác bầu cử. Và chúng tôi đã cử cán bộ của đài phụ trách từng xã, kịp thời nắm bắt và phản ánh các cái hoạt động từ hiệp thương rồi đến các cái niêm yết các cái danh sách bầu cử. Với những thông tin chính thống, ngắn gọn, dễ hiểu đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của đông đảo người dân. Thông qua cái chương trình tuyên truyền của đài đã nêu rõ được cái lý lịch của từng ứng cử viên để người dân chúng tôi nắm được để lựa chọn những người sáng suốt vào như vậy Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội sắp tới. Bằng sự nỗ lực không ngừng, công tác tuyên truyền đã và đang được hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, kịp thời cung cấp những thông tin phục vụ hiệu quả cho công tác bầu cử tại các địa phương. Từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 5, các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Theo quy định, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ đăng ký, nộp hồ sơ dự thi tại các trường trung học phổ thông đang theo học. Thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Năm nay, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng được chọn một trong hai phương thức, điền phiếu đăng ký trực tiếp và đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://thí sinh.tốtnghiệptrunghocphothong.edu.vn. Điểm mới đáng chú ý năm nay là sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển tối đa 3 lần và chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. Thời gian điều chỉnh từ ngày 7 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8.